Khi kết thúc cái khóa học, các bạn có thể vận dụng vào bán hàng, các bạn có thể vận dụng vào kiếm tiền với affiliate, các bạn có thể vận dụng vào sale video, làm YouTube chuyên nghiệp, đúng không ạ? Rất là nhiều cái cách mà các bạn có thể vận dụng từ cái khóa học này của trường. Trường đang vận dụng những cái kiến thức này trường vào thứ nhất là bán hàng, thứ hai là kết hợp. Đây các bạn lưu ý là trường kết hợp để tạo ra một lần là bốn nguồn thu nhập luôn các bạn nhé. Thì trường sẽ chia sẻ với các bạn trong khóa học này. Thứ nhất là từ bán hàng, thứ hai là kiếm tiền từ view, cái thứ ba là từ cái affiliate. Còn nhiều cái thứ khác trường sẽ chia sẻ với các bạn. Thật ra nó rất là nhiều nguồn thu nhập nếu các bạn làm được một kênh YouTube rất là chính chu. Cái khóa học của chúng ta là trên tinh thần là bán hàng, các bạn lưu ý nhé. Cái khóa học của chúng ta thì trường sẽ chia sẻ với các bạn gần như là 8 tới 90% là bán hàng. Còn những cái giống như là affiliate hay là tạo ra những nguồn thu nhập thụ động khác, hay là từ những cái và như Facebook chẳng hạn, trường sẽ nói nó qua thôi, nhưng mà nó cũng rất là thực tế và nó giúp các bạn có thể kiếm được rất là nhiều đơn hàng. Thật ra có rất nhiều ý tưởng ha, có rất nhiều ý tưởng để kiếm được tiền từ YouTube, Zalo và Facebook. Hiện tại thì trường gần như chỉ kết hợp ba cái kênh này, YouTube, Zalo và Facebook cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn cần phải sắm cho mình hai cái công cụ mà trường đã chia sẻ với các bạn. Đây, hai công cụ là rất là quan trọng và cần thiết để cho chúng ta bán hàng ở trên video, đúng không ạ? Cũng như nếu các bạn làm website thì trường sẽ chỉ đây, đây là cái truyền dịch mà trường mua chung của các bạn, là trường mua chung mua các bạn này là 150.000 một tháng, thì nó gồm Ahrefs và Keyword Tool. Khi các bạn mua thì cứ nói là học viên của trường thì sẽ được giảm 20% trong 3 tháng gì đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng hai công cụ là Ahrefs và Keyword Tool ha. Đầu tiên thì chúng ta cần phải có cái công cụ này để chúng ta cần phải có hai công cụ này để cho chúng ta có thể thắng được mọi đối thủ các bạn ha. Đây trường nó là thắng mọi đối thủ luôn các bạn, đặc biệt là công cụ Ahrefs này chúng ta đều phải cần nó luôn các bạn. Rồi, thì bây giờ trường sẽ bắt đầu vào cái công cụ này. Ở đây các bạn lưu ý là công cụ này nó có hai server. Một đó là server ở Singapore, hay là ở Việt Nam. Thì khi mà các bạn đánh lỗi, nó lỗi á, thường thì chúng ta sẽ sử dụng của Singapore. Nếu nó lỗi thì các bạn đăng nhập đích vào server Việt Nam này. Thì cái này thì có nhiều bạn mới thì nó sẽ không biết, và nó tại vì nó thường bị lỗi gì đó các bạn. Rồi, bạn chọn chọn YouTube này. Cái bước đầu tiên là chúng ta cần phải phân tích, bạn lưu ý nha, chúng ta cần phải phân tích xem là cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta có bán được trên online không. Đó là điều cần thiết, điều đó là điều cần thiết đầu tiên luôn, đúng không ạ? Để biết nó có bán được trên online không thì chúng ta phải xem một cái lượng người trên online á, nó có quan tâm nhiều không, đúng không ạ? Chứ có những cái lĩnh vực mà không thể bán được trên YouTube các bạn, tại vì cái lượng tìm kiếm nó rất là ít, thì chúng ta không thể nào mà đầu tư để mà bán trên trên YouTube được, đúng không ạ? Thì lúc đó các bạn cần phải một cái cao cấp hơn, đó là SEO trên Google. SEO thì có thể là SEO video trên Google luôn, thì nó cũng là cái nội dung của khóa học này. Nhưng chúng ta phải đảm bảo được rằng cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta nó đủ lớn để bán được ở trên video. Rồi, thì đây là cái công cụ cần thiết chúng ta cần phải có đầu tiên. Rồi, ở đây trường sẽ xuyên suốt quá trình học thì trường sẽ lấy một cái sản phẩm demo, trường sẽ hướng dẫn các bạn, đó là một cái sản phẩm về áo sơ mi nam. Trường sẽ lấy một cái sản phẩm về áo sơ mi nam demo xuyên suốt toàn bộ quá trình học của chúng ta. Nếu bạn nào bán về áo sơ mi nam thì nó là một cái cơ hội rất tốt cho bạn. Trường phân tích luôn ở đây, trường nói là rất là nhiều những cái chủ đề bán rất là tốt ở trên trên YouTube, như bất động sản các bạn, thời trang các kiểu luôn.
hay là mỹ phẩm làm đẹp, rất là nhiều thứ các bạn. Để biết được nó có bán được không thì các bạn phải xem cái sản phẩm của chúng ta có tìm kiếm như thế nào. Rồi đầu tiên Trường sẽ demo là áo sơ mi nam, chúng ta sẽ tìm tại tại Việt Nam này, đúng không? Tiếng Việt chúng ta sẽ search nó. Đây các bạn thấy là nó là bị lỗi này, đang nâng cấp đúng không? Thì chúng ta là phải qua cái server của Việt Nam chúng ta tạo chơi. Khi các bạn mua cái bạn này này, nó mà báo lỗi thì các bạn phải liên hệ ngay cái bạn đấy để bạn support cho các bạn nhé. Đây Trường thấy là nó cái server của Việt Nam nó vẫn bị lỗi rồi các bạn. Tại vì công cụ này chúng ta chỉ sử dụng một lần ban đầu thôi. Trường thật mới này. Rồi, đây là cái thông tin về áo sơ mi nam các bạn, áo sơ mi nam ha. Tìm kiếm áo sơ mi nam 105.000 khá là ok ha. Áo sơ mi đang đẹp. Tức là đây là từ khóa chính, còn đây là từ khóa mở rộng các kiểu cũng khá là nhiều đó các bạn thấy không ạ? Khá là nhiều trên Google. Và tổng thì của nó là khoảng 238.000. Như cái tháng 10 thì 232.000 đấy. Với YouTube mà cái lượng tìm kiếm là 232.000 khách hàng mỗi tháng thì các bạn tự nghĩ là các bạn bán cũng khá là nhiều sale rồi đấy các bạn. Rồi, đây là những cái từ khóa mà nó đang được tìm kiếm ở trên trên YouTube đúng không ạ? Rồi. Khi chúng ta search được cái này thì chúng ta dùng tiếp một cái công cụ nữa để chúng ta xem và chúng ta phân tích được. Tuy nhiên là ban đầu thì chúng ta nên tải toàn bộ cái từ khóa này về đã. Đây. Trường sẽ ít bọc nó ra. Đấy. Thì khi các bạn có trả phí thì nó sẽ có được thông tin rất đầy đủ cái này. Gồm tìm kiếm mỗi tháng, trend tức là cái sơ đồ của nó đây các bạn. Đây. Trend từng từ khóa luôn, đây là trend tổng thể của tất cả các từ khóa trong một tháng. Còn đây là trend từng từ khóa ha. Mỗi theo tháng, đây từng từ khóa theo tháng như áo sơ mi. Nó theo tháng và các bạn. Tức là cái lượng người tìm kiếm về từ khóa đó, ví dụ như cái từ khóa này là 21.000 tháng 2 nhưng mà tới cái tháng này thì khoảng 11.000 thôi. Và nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta có thể đoán được là cái sản phẩm của chúng ta đó nó sẽ hot ở cái tháng nào, hot ở tháng nào để chúng ta bung. Trường tải về rồi, Trường lấy ví dụ cho các bạn thấy này cho các bạn xem nhé. Rồi đây là một cái sản phẩm mà Trường đang kinh doanh này các bạn thấy không? Các bạn thấy những cái tháng này, tháng 10 rồi tháng 8 đúng không ạ, tháng 7, tháng 6 các bạn thấy đúng không ạ, nó rất là ít mà tính theo tháng rồi các bạn này. Ví dụ như là cái tháng 10 thì nó khoảng 163.000 thôi. Như các bạn thấy là tháng 11 này 280.000 chưa, tháng 12 này 500.000 chưa, và cái tháng 1 đã 860.000 và cái tháng 2 483.000. Thì ở đây nó nói lên điều gì ạ? Ở đây nó sẽ nói lên một vấn đề là cái sản phẩm dịch vụ của các bạn ấy, thì ở trên YouTube thì những tháng nào nó là bán tốt nhất. Đây các bạn thấy không? Tháng 11 là hiện nay là tháng 11 đúng không ạ? Tháng 12 và tháng 1, tháng 2 đỉnh nhất là tháng 1 đúng không ạ? Thì bắt đầu từ tháng 10 chúng ta sẽ chuẩn bị, chúng ta sell, chúng ta làm mọi cách trong khóa học này Trường sẽ chia sẻ các bạn để làm sao nó lên top. Và tới cái tháng 12 là tháng sau và tháng 1 là tháng tới nữa đúng không ạ, thì chúng ta sẽ các bạn thấy là nó đã tăng lên cấp mấy lần vậy ạ? Ví dụ như từ tháng 10 đi, tháng 11 đi là 280.000 mà lên cái tháng 2 này nó tăng gấp 4 lần chưa, thì nó có thể là tăng cái doanh số của chúng ta hoặc là doanh số bán tăng lên gấp 4 lần đó, gấp 3 tới 4 lần, các bạn hiểu không? Thì cái biểu đồ này nó sẽ cho chúng ta biết là cái tháng nào của năm chúng ta có thể bán cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta tốt, từ đó mà chúng ta chuẩn bị mọi thứ đánh làm sao đúng tới cái tháng đó nó phải lên top. Đây là những từ khóa thống kê này là tìm kiếm ở trên top YouTube các bạn nhé,
Azure BIM, phải không ạ? Thì với cái công cụ này, cái công cụ này chỉ giúp chúng ta biết được là cái gì ạ? Là cái từ khóa đang tìm kiếm trên YouTube này, rồi cái độ tìm kiếm mỗi tháng, rồi cái trend làm như thế nào, trend tăng hay giảm, đúng không ạ? CVC và đối thủ, competition là đối thủ cạnh tranh đấy các bạn. Nè, một là cao nhất, tức là nó từ từ không tới từ không tới một, tức là từ không tới 100%, đó 100% các bạn, cạnh tranh rất là cao. Đây có những cái là 0,9 mấy thì nó thấp hơn, đây các bạn thấy rất là nhiều. Thì ở đây Trường không lấy demo, Trường sẽ lấy cái demo về cái từ khóa này để cho các bạn biết là có những sản phẩm mà chúng ta phải đánh theo mùa, đúng không ạ? Tức là những cái tháng mà tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là lúc mà chúng ta chuẩn bị để sell nó, đẩy nó từ tới tháng 11, tháng 12, tháng 1 để mà chúng ta lúc đó nó nằm ở trên top rồi thì chúng ta sẽ bán được lượng hàng rất là lớn, đúng không ạ? Thì đây là cái công cụ là như thế này. Ở đây công cụ này có thể chúng ta tìm kiếm trên Google, trên Bing, Amazon, eBay, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm là YouTube thôi, đúng không ạ? Rồi. Và Trường đã nói rồi, xuyên suốt cái quá trình thì Trường sẽ lấy là áo sơ mi để chia sẻ với các bạn, đúng không ạ? Rồi. Chúng ta xem như công cụ này đã xong. Bây giờ Trường tắt đi. Rồi. Công cụ này chỉ sử dụng một lần như vậy thôi các bạn, một lần và phân tích từ khóa như vậy thôi, và xem được cái xu hướng của tháng nào sẽ bán top, bán hot, đúng không ạ? Công cụ tiếp theo mà Trường hay dùng nữa đó là trend, là Google xu hướng đấy các bạn. Thường thì Trường sử dụng tầm 2-3 công cụ thôi. Đây, ví dụ như Trường có chữ áo sơ mi thôi nè. Ok, áo sơ mi nào. Chúng ta sẽ tìm kiếm tại Việt Nam ha. Rồi trong vòng 30 ngày qua đi. Ok. Thấy các bạn thấy ok không ạ? Đây là một cái chủ đề và một cái từ khóa, một cái lĩnh vực nó rất là ok khi mà nó đang nằm ở cái đỉnh là 100%, tức là cái độ quan tâm của cái này là rất là hot các bạn ha. Nó có biên độ là từ 0 tới 100%. Thì khi chúng ta đánh này, nóc của nó là nằm ở đúng 100% luôn, thì cái lĩnh vực về áo sơ mi nam này nó đang rất là hot tại cái thời điểm hiện tại, bạn hiểu không ạ? Hiện tại trong 3 ngày qua nó đang hot, thì tất nhiên là trong 3 ngày qua nó có thể là nó sẽ ít hot hơn hoặc nó có thể là hot hơn nữa, đúng không? Còn chứ đó là cái xu hướng này các bạn. Đây. Và ở những cái, đây là những cái tính mà chúng ta có thể thấy được mục đích để cái công cụ để làm gì. Thì khi đi vào cái phần mà điều hướng đó các bạn, điều hướng cái video nằm ở cái tính nào, rồi không ạ? Tức là khi chúng ta làm cái video đó, chúng ta sẽ điều hướng nó nằm ở cái tính nào thì chúng ta dựa vào cái công cụ này, còn hiểu không ạ? Thì Trường sẽ chia sẻ các bạn sau ở cái phần điều hướng. Đấy, nó có 49 cái kết quả. Thì thường thì chúng ta sẽ chọn khoảng 10 cái kết quả đầu tiên đó. Rồi, với từ khóa áo sơ mi nam thì cái độ tăng trưởng của nó là tăng 350% các bạn. Đây, bạn thấy là cộng 350% chưa? Tức là cái độ tăng trưởng, tức là cái lượng tìm kiếm của cái người đang có nhu cầu đó, là đó, trong thời gian qua là tăng 350% luôn, đúng không? Tạm thời thì chúng ta sẽ biết qua hai công cụ này. Còn một cái Ahrefs thì khi vào với cái phần backlink thì Trường sẽ chia sẻ.